Sáng ngày 12 tháng 8, ông Trầm Quế Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe ở lòng hồ thủy điện, khiến hai người tử vong. Theo đó, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 11 tháng 8, một chiếc ghe đang di chuyển trên hồ thủy điện sông Tranh 4, đi từ xã Tiên Lãnh qua xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức. Khi còn cách bờ khoảng 20 mét, ghe bị lật. Lực lượng chức năng đã cứu sống được 6 người. Tuy nhiên, cháu bé 11 tuổi khi được người dân vớt lên đã tử vong, còn ông H, 46 tuổi bị mất tích. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, thi thể của nạn nhân còn lại đã được tìm thấy. Theo ông Hương, thời điểm xảy ra vụ việc, trên thuyền có 8 người. Buổi sáng, nhóm người này qua bên kia sông thăm trại chăn nuôi. Trên đường trở về thì xảy ra sự việc đau lòng.